À, chiếc này ô đô hôm nay đã đi 28.999 cây, 28.000 cây, hơn 28.000 cây rồi anh chị em nhé. Đó. Nên mà xe nó hơi cũ một chút xíu nên giá mềm ha. Đây là cái in tựa lưng sau này, nó cũng bị chóc nứt. Con này lốc đen này. Đấy. À 35.900.000 chấm nhá, biển 63/2013 ha. Rồi, chiếc tiếp theo cũng là một em GZ150A. Ở chiếc này 2018 nhá. Biển 94. Hiện tại con này cửa hàng đang bán với giá là 42.900.000 nhá. 42.900.000 đời 2018. 42.900.000. Bô zin. Mọi thứ thì còn zin tiêu xe ha. Gì nhỉ? Hai cái thùng hông này thì như đang còn anh chị em ạ. Anh chị em nào mà cần thì cứ inbox qua Zalo cửa hàng nhé. Tại vì mình không thấy cái thùng ở đây. Đấy, lốp trước lốp sau thì nói chung là còn rất là dày, dàn xi còn đẹp nhá. Con này lên khá là nhiều tem. Ô đô thì con này đi 27.000, 27.000 cây. 27.000 cây thôi. $42.900.000 cho em Suzuki GZ150A 2018 biển 94 nhé. Nói chung là về máy móc thì không có gì phải bàn hết em nhé. Của dòng Suzuki nên mà nó rất là bền ha. Đó. Thì hôm nay thì chỉ yếu là quay cập nhật một số cái mẫu xe Suzuki GZ150A anh chị em tham khảo ha. Anh em mà cần thêm thông tin chi tiết các mẫu xe, anh em có thể là liên hệ Zalo cửa hàng sẽ cung cấp thông tin kỹ hơn ha. Đấy. Ngoài ra thì cửa hàng còn rất nhiều mẫu xe khác. Rất là nhiều mẫu xe khác, anh chị em mà quan tâm thêm cái mẫu xe nào thì có thể là inbox Zalo cửa hàng hoặc là có thể là comment bên dưới video này, em sẽ làm video sau để cập nhật báo giá sau cho anh chị em ha. Đấy. Rồi thì cuối video thì em cũng sẽ đọc qua lại cái địa chỉ cửa hàng để anh em ở gần em thấy là tới trực tiếp để xem xe, hoặc em ở xa em thấy là inbox Zalo cửa hàng nhé. Rồi hiện tại thì em đến cửa hàng Phương Nam Ô Tô nằm ở địa chỉ số 5 đường Lý Thường Kiệt, Gian Bình Dương, và số điện thoại cửa hàng là 092770 và 48 nhé. Cửa hàng vẫn có nhận giao lưu, trao đổi tất cả dòng xe, hỗ trợ trả góp và ship xe mọi miền tổ quốc nhé. Còn anh em đang xem video của mình mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông và chia sẻ cho mình sẽ tiếp tục review, báo giá các mẫu xe khác cho anh em tham khảo ha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em ha.